Hội Thánh luôn chú trọng cách đặc biệt tới các công tác mục vụ hôn nhân và gia đình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các thành phần trong Hội Thánh, đặc biệt là các vị mục tử, hết sức quan tâm đến đời sống hôn nhân gia đình bằng cách hướng dẫn, nâng đỡ để các gia đình sống hạnh phúc trong ơn gọi của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa làm lời chúng con. Gia đình là nền tảng của giáo hội. Thế nhưng, nhiều gia đình ngày nay đang phải đối diện với sự đổ vỡ, chia ly và bạo lực gia đình. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bậc vợ chồng biết yêu thương, tôn trọng, nâng đỡ và chung thủy với nhau, để các gia đình thực sự là mái ấm hạnh phúc, góp phần làm cho xã hội trở thành một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa làm lời chúng con. Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên các anh chị vừa mới thành hôn, để khi vui cũng như lúc buồn, họ luôn được hạnh phúc suốt đời bên nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa làm lời chúng con. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con làm người, làm con Chúa, và Chúa không ngừng nâng đỡ chăm sóc chúng con qua nhiều tấm lòng quảng đại yêu thương, đặc biệt là bố mẹ. Giờ đây, trong giờ phút linh thiêng này, xin Chúa chúc lành và trả công cân xứng cho bố mẹ, cũng như những ai đã có công kiến tạo hạnh phúc cho chúng con. Những người còn sống, xin Chúa chúc lành. Những ai đã qua đời, xin cho họ được hiệp hoan bên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Thiên Chúa là nguồn tình thương, là sức mạnh và là nơi chúng con ẩn náu. Xin nhận lời dân Chúa khẩn cầu, xin cho thể giải sống đường nẻo về nhà của Chúa và cho mọi người chúng con được hưởng tình Chúa thương yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.